Hai công cụ Vintuve và Navigation Bar chỉ giúp cho các bạn quan sát bên ngoài, đi vào bên trong công trình thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành thêm một công cụ nữa, đó là Sectioning, tạo ra các vết mặt cắt để quan sát nhanh hơn. Các bạn vào thẻ Viewpoint này, ô Sectioning, Enable Sectioning, kích hoạt chức năng phân tích mặt cắt. Các bạn để ý thấy, theo mặc định đang có một vết mặt cắt qua công trình đây rồi. Các bạn có thể là chọn các góc nhìn trên Vintuve để quan sát được nó rõ hơn. Sectioning Tools cũng được kích hoạt. Các bạn để ý này, chúng ta đang chọn chế độ là cắt theo mặt phẳng. Tại ô Transform, nếu các bạn chọn có lệnh Move, sẽ hiện ra vết mặt cắt này và cái tọa độ cục bộ nó đang nằm ở đâu. Ví dụ tôi di chuyển theo mũi tên màu xanh biển này chẳng hạn, các bạn sẽ thấy là vết mặt cắt của chúng ta sẽ thay đổi theo, đúng không ạ? Và hoàn toàn có thể sử dụng các công cụ trên Navigation Bar để quan sát được rõ hơn. Khi mặt phẳng cắt Plane 1 đang được kích hoạt, các bạn có thể chọn sang câu lệnh Rotate là xoay vết mặt cắt này, chọn góc mặt phẳng mà chúng ta muốn xoay, tạo ra các cái vết cắt mang tính chất nó đặc thù hơn. Tuy nhiên, ở đây tôi chỉ giới thiệu với các bạn biết được tính năng này, hiếm khi tôi sử dụng chức năng này trong quá trình phân tích mặt cắt toàn bộ công trình của chúng ta. Để bỏ chế độ mặt cắt, các bạn có thể bỏ lệnh Rotate, bỏ lệnh Enable Sectioning đi để chúng ta quay lại chế độ nhìn ban đầu của toàn bộ công trình.